anh ngồi đây. Đang định sang nhà ông chúc mừng ông là sinh con thứ năm. Thế mẹ không ngờ ông lại ngồi đây. Thế không về nhà ngồi đây làm gì? Sao thế? Tôi tưởng ông là sinh con thứ năm rồi, có nếp có tẻ rồi phải vui chứ. Không phải chuyện đấy. Không phải chuyện đấy, chuyện gì? Hôm trước đưa vợ đi khám thai, tiện tôi xét nghiệm tổng quát luôn. Thì làm đàn ông nó phải thi thoảng đi khám tí đi, xem có bệnh tật gì trong người không. Làm theo đồ đúng đấy. Thế bác sĩ kết luận ông bị bệnh gì à? Hay như nào? Nhìn mặt nghiêm trọng thế. Bị bệnh vô sinh bẩm sinh. Thế còn 5 đứa con nhà mày thì là con ai? Ôi, ông Kiên ơi, Kiên. Ôi dồi ôi, tao có biết bơi đâu. Cứu, ai cứu bạn tôi với. Anh ơi, anh cứu bạn em với, có biết bơi đâu. Ôi dồi ôi, Kiên ơi, Kiên. Kiên ơi. Thầy bao nhiêu tuổi rồi? Thầy gần 40. Gần 40 mà vẫn chơi trò này. Tuổi thơ thầy bất hạnh. Thầy ngồi đây thầy hồi tưởng con ạ. Thì cho tàu chạy đi. 10.000 một vé đấy. Tiền đâu ra? À đấy, nhắc đến tiền con có chuyện này muốn hỏi thầy này. Con hỏi đi. Ừ, thì thầy cho con hỏi là có phải là con gái trên dài đều thích đàn ông giàu đúng không? Thì tất nhiên, đứa nào chẳng thích đàn ông giàu. Thế còn bọn trên ngắn? Nó cũng thích đàn ông giàu. Thể nói vô lý. Bây giờ thích đàn ông giàu hết thì như con ế à? Ế là ế thế nào? Thì cái này hai đứa mình có thể yêu nhau mà. Yêu nhau á? Thầy ơi, thầy dẹp mẹ thầy đi. Đúng là hãm. Đến thì hỏi người ta xong á, mắt đi luôn đi. Tiếc mong. Anh. Mày quá gặp chú đây. Anh đang bảo tìm chú để thử cái độ thông minh của chú như thế nào. Anh có câu đố này, đố chú nhá. Đơn giản. Anh đố chú là 1 ơi cộng 2 ơi bằng mấy ơi? Ui giời, đố thế mà cũng đố. 1 ơi cộng 2 ơi bằng 3 ơi chứ bằng mấy ơi? Con ngoan, ba đây, ba đây. Cháu ba sắp cà phê nhá, con có thiếu. Ba quên không đem tiền, ba về đây. Khỏe, khỏe. Cà phê à? À cà phê, cà phê. À, em ơi, sao? Anh thi đỗ thủ khoa được không? À, không giấu gì chú, trước anh cũng thủ khoa luận, đại học bách khoa. Thêm đố anh nhé. Hả? À? 1 ơi, cộng 2 ơi, bằng mấy ơi? Vừa ba vừa vẩn, đố thế mà cũng đố. Kinh, không biết đúng không? 1 ơi cộng 2 ơi bằng 3 ơi. Ngoan lắm con. Ba đây. Con ngồi uống cà phê tiếp đi. Ba đi đây.